Có thế giới dưới lòng đất thật hay sao? Không xong rồi anh hai, rất có thể đây là dấu hiệu của sóng thần. Làm sao các hiện tượng này có thể xảy ra đột ngột và liên tục như vậy được? Mi đầu cả nhà ơi, nguy hiểm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cả nhà đâu rồi? Hả? Tám Tuốt, Mama, dậy đi. Chớp Chớp đâu rồi? Con ở đây, con dưới lớp lá nè Mama. Hả? Hóa ra thế giới dưới đây tan tác cỡ này. Nhìn hoang tàn quá. Hoang tàn cỡ này, sao có người sống được cơ chứ? Thật ra không phải. Theo nghiên cứu của tôi trước kia thì đây là một vùng đất trù phố. Đây có xanh mát, không khí trong đẹp như thế giới cổ tích. Đúng là cổ tích, nhưng giống thế giới phù thủy hơn. Mà thôi kệ đi, thế giới nào không quan trọng. Quan trọng là anh khát nước quá. À, em có mang theo nước nè. Ủa, đâu rồi ta? Em không thấy bảo bối Bảo Bình Quân vô cực đâu nhỉ? Có thể lúc nãy đã rơi rồi. Ở thế giới lòng đất này có một con suối nguồn trong vắt, có thể uống được luôn. Nó cung cấp nước cho toàn bộ thế giới. Và đó cũng chính là nguồn nước ngầm của thế giới trên mặt đất chúng ta đó. Wow. Vậy thì chờ đợi gì nữa? Chúng ta mau đi tìm con suối đó đi. Mama đã thấy con suối. Ê, Cun, lại là gia đình đó, đi đâu cũng ám chúng ta. Đúng vậy, giờ chúng ta đã có thế giới riêng. Nước sông không phạm nước giếng, sao họ cứ ám vậy? Hên qua, mấy này ta cũng đang thèm sữa Cun. Công nhận, cái sữa trái cây vị cam này ngon hết sảy. Có thể họ biết được nguyên nhân tại sao trên mặt đất lại có nhiều thiên tai nên xuống đây. Giờ sao? Hai ông làm gì cho mất thời gian? Cứ để cho họ dạo chơi ở đây, khát nước uống nước thì sẽ ra đi thôi. Tại sao ông có thể làm ô nhiễm nguyên con suối ở đây hay vậy? Vì con suối ở đây bắt nguồn từ nguồn nước ngầm trên mặt nước. Ta chỉ cần làm ô nhiễm mạch nước ngầm bằng cách gom rác ở khắp nơi lại. Không xử lý, nước rác sẽ làm ô nhiễm nước ngầm, làm ảnh hưởng tới đất. Sắp tới có khi người mặt đất không còn nước mà dùng. Còn cái Bảo Bình Quân vô cực này, ta sẽ làm vậy. Đây là bảo bối Bảo Bình Quân vô cực. Bên trong nó có nước sạch và vô tận. Là sao? Là dùng mãi không hết đó. Hả? Ta sẽ dùng nó đi ban phát cho người dân ở đây, giả bộ làm vị cứu tinh của họ, và sẽ là thủ lĩnh ở đây. Im lặng, ta chưa nói xong. Nguồn nước ngầm trên mặt đất cũng đã bị ô nhiễm, cùng với đó là thiên tai. Con người sẽ nhanh diệt vong thôi. Wow, một thác nước thật to. Có nước rồi. Anh Chớp Chớp, từ từ hãy uống nước. Em thấy nước này có vấn đề. Là sao vậy con? Ba nhìn xem, cây cỏ xung quanh đều chết hết. Nước trong vắt mà không có lấy con cá. Sao không ai hỏi tôi gì hết vậy nè? Nhân lúc Chớp Chớp lấy nước thì tôi đã đo được mức độ ô nhiễm của con suối này rất là cao. Có thể là do mạch nước ngầm trên trái đất đã bị ai đó xả thải. Chắc giờ mình quay về thôi ba. Mẹ nghe có tiếng bước chân. Hả? Hình như ở đây có người. Vậy mình ra xin nước họ đi. Không biết con người nơi đây thế nào ta. Theo như tiến sĩ nói, chúng ta chỉ được bắt sống 4 người đó. Họ kia kìa. Chạy thôi cả nhà, đợi gì nữa. Đuổi theo mau, mau bắt lấy họ. Bắt lấy họ. Mau lên, mau lên. Sao họ lại muốn bắt mình? Chắc họ nghĩ mình đột nhập không xin phép. Vậy thì bây giờ mình đến xin phép họ, rồi tiện thể xin nước luôn được không? Bây giờ mình sẽ quay lại đường hầm để về mặt đất. Nào chuẩn. Hả?
Các ngươi đã bị tắt. Hả? Chớp chớp, tám tuốt, ba ba có sao không? Hả? Dạ. Hey, ngạc nhiên chưa? Gia đình Quân siêu phàm. Sau bao năm tháng tìm cách tiêu diệt thì nay các ngươi tự chui đầu vào. Hả? Lại là các ngươi? Rất vui vì gặp lại nàng Mama Bay à. Tiến sĩ Đơn, hóa ra tất cả âm mưu là ngươi làm hết. Mama Bay thấy ta có xuất sắc không? Ông đã làm biến đổi thế giới lòng đất, làm cho nó trở nên hoang tàn. Ê, em bé, ta chỉ là biến đổi dòng nước thôi, đừng nói quan cho ta. Nguồn nước ô nhiễm, cây cỏ và con người không có nước nên không sống được là đúng rồi. Xài bét. Thật ra cũng cảm ơn các ngươi đã mang bảo bối Tình Quân vô cực tới, để ta có nước cung cấp cho người dân thì bọn ta mới được họ tin tưởng chứ. Được rồi, ta sẽ đi nói với mọi người dạ mưu của các ông. Ôi, cô bé thật ngây thơ, ai sẽ tin lời của người đã đầu độc con suối. Là sao? Bọn họ đã đổ cho chúng ta đầu độc con suối luôn. Thật ra cũng không hẳn ta là người đầu độc, do con người trên mặt đất tham lam. Ta cho một chút tiền là bỏ rác linh tinh, không chịu xử lý rác, làm ô nhiễm nguồn nước ngầm thôi. Thất vọng về con người quá. Vậy nên là ta đã dùng hệ thống điều khiển các mảng lục địa của người lòng đất cho gia vào nhau, tạo nên thiên tai đó. Chắc bây giờ trên đó đang khủng khiếp lắm cho mà coi. Im đi, hai ông hay quá, có bao nhiêu bí mật nói hết rồi. Hãy cho họ biết sự thật trước khi chết. Uống thêm sữa cuốn trái cây, tăng đề kháng đi. Trước khi hành quyết, hay được ăn đồ ngon lắm. Ngu ngốc, ai nói cho họ chết? Các ông biết họ còn sở hữu biết bao nhiêu bảo bối không? Lấy đồng hồ cuốn dạng năng của họ, rồi nhốt họ lại. Khi nào họ chịu chỉ chỗ cất giấu các bảo bối cuốn tính tiếp. Ok.